Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái chiếc điện thoại đó là Oppo A73 nha. Bản 5G nha. Thì cái máy này là mình mua trên Shopee nha. Với giá là 1 triệu 7 nha các bạn. Đây là hàng lướt nha. Dạng như là lay new các bạn, lay new 99%. Máy vẫn còn đẹp mới nha, ken luôn nha. Đây, cái phần camera sau này các bạn. Có 3 cam nha. 3 cam và một lát. Mặt kính thì gương nha, cái mặt lưng là gương đó, trắng gương rồi nó có phản quang nha các bạn, theo màu sắc nè, ánh sáng đó. Ánh sáng nó thay đổi màu này rất là đẹp nha. Rồi phía dưới là cái cổng sạc DC, cái jack 3.5 và cái phần loa. Rồi cái bên hông đó là cái cảm biến vân tay nha, cảm biến vân tay bên hông nha các bạn. Đây, để mình quay cận cảnh cho các bạn xem đó, cái miếng nhân tay. Rồi phía bên đây là cái volume và cái cổng máy nhớ SIM đó, phía tên nè các bạn, phía tên. Đây mình quay ngang góc ngang nè các bạn, thấy cái phần camera nè đó, khá đẹp nha. Rồi phía mặt trước thì là màn hình tràn viền nha đó, màn cam trước nè, nó nằm ở góc bên trái nè. Với giá 1 triệu 7 này thì với cái chip, để mình sẽ cho các bạn xem cái chip nha. Rồi Oppo A73 5G nha, phiên bản Android 11, chip là Dimensity 720/8, RAM 8GB và có thể mở rộng thêm 1GB nữa nè các bạn. Đây có mở rộng thêm 1GB nữa nè, bộ nhớ 256 nha. Ồ, với giá 1 triệu 7 này mà rồi sở hữu được cái máy này là khá là ok nha các bạn. Máy này thì mình cân game như Liên Quân rồi Free Fire rồi là thoải mái nha. Đó, mặt lưng sáng bóng phản quang khá đẹp nha. Rồi giờ mình sẽ test cái phần camera. Đây các bạn thấy chất lượng camera không? Rất là sáng nha. Đó, cái này là chụp hình selfie là khá là ok nha. Đó, qua một video cho các bạn xem nè. Đấy rồi, màu sắc không mà trong đây nó sáng rồi đó các bạn, thấy không? Đấy nó sáng rồi, đó. Rất là rõ nét nha. Đó, mình quay gần cho bạn xem là thấy nè. Đó, cái lá nó chân thật luôn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.